Ở vòng 1 nhân vật chính sẽ có cơ hội gặp gỡ lần lượt 3 ứng cử viên do chương trình tuyển chọn. Các ứng cử viên sẽ có một quyền ưu tiên đặc biệt từ chương trình, đó là các bạn sẽ được xem trước thông tin cá nhân của nhân vật chính. Sau khi gặp hết 3 ứng cử viên, nhân vật chính sẽ đưa ra quyết định tặng hoa, từ chối một ứng cử viên mà họ cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Em ơi, vô đây cưng. Cho em ôm chị cá nha. Ôm. Ngưỡng mộ em quá. Ngồi xuống. Tại sao mà em dễ thương như vậy? À, công việc cũng ổn định, xinh đẹp mà tại sao em chưa có bạn trai mà phải nhờ tới chương trình? Tại vì em đẹp quá, người ta cứ nghĩ em có người yêu rồi nên không ai tán hết trơn. Y chang như chị luôn á. Đó, chị cũng vậy đó, người ta ai cũng nói là vậy sao ế được, nhưng mà cuối cùng là mình ế. Dạ, rồi. Thì em cũng chia sẻ thật là tại vì là em yêu thì thường em yêu bằng cảm xúc, bằng con tim, cho nên là cứ khi mà gặp một đối tượng nào đó thì dường như là người ta không có cho em được cái cảm xúc hoặc là cái rung động của mình á, cho nên là không có đi lâu dài được. Em là người miền Trung hả? Dạ đúng rồi, em là người miền Trung, là thấy cùng quê rồi, cùng hướng rồi. Em ở chỗ nào? Em về Huế. Huế luôn. Dạ. Huế mộng, Huế mơ, lúc nào cũng cảm xúc. Dạ. Đó. Nhưng mà giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Thì em muốn một người có thân hình ok, có nghĩa okay. Là đẹp trai một tí. Anh đây. Ga lăng một chút. Trời ơi, anh dư thừa. Với lại là anh phải biết tinh tế, biết hiểu em và đứng đắn. Giờ muốn đi em tìm người bạn trai thì em mong muốn là tìm hiểu bao nhiêu lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Em thì không cần phải lâu, biết nhiều quá cũng không hay. Có nghĩa là giờ muốn lắm, lấy chồng rồi đúng không? Giờ muốn lắm rồi nên em mới tìm đến chị, tại vì em biết là chị mai mối nhiều chương trình rất là mát tay. Người hôm nay em được chọn ba người luôn. Rồi thì bây giờ chị chúc em ngày hôm nay là phải thật sáng suốt, thật là tỉnh táo, nhưng mà nói chung cũng phải để cảm xúc của mình quyết định. Dạ. À được chưa? Bây giờ chuẩn bị tinh thần ha. Dạ. Chị sẽ dẫn em đi gặp chàng trai đầu tiên. Chào em. Chào chị. Ủa sao quen quen vậy ta? Dạ, hồi trước em cũng có tham gia chương trình Bản Một Ngàn Hò một lần rồi, nhưng mà ra ngoài tìm hiểu không hợp gì lắm. Trách nhiệm của tôi nặng nề quá vậy trời. Bởi vậy thiệt là khổ á. Dạ, bởi vậy hôm nay em nhờ chị. Nhưng mà bữa nay cũng không có dễ dàng đâu nha em. Dạ, phải cạnh tranh cho nên. Đúng rồi, hôm nay là em lại cạnh tranh. Bạn muốn hẹn hò là có một mình em, một thương một ngựa, mà em còn không chiến thắng nữa. Bữa nay em phải chiến đấu với tới là hai đối thủ nữa. Hy vọng là 4 năm vừa qua em đã dày dạn kinh nghiệm hơn. À, công việc là giờ ổn định rồi. Dạ, ổn định rồi. Nói chung là bây giờ gia đình với bố mẹ nói chung là cũng hối muốn em kiếm vợ rồi. Hối, bây giờ lấy vợ về là mình ở chung với bố mẹ luôn hay sao? Dạ, muốn ở chung cũng được mà ở riêng cũng được. Nói cô gái hôm nay á là cô gái Huế. Dạ. Huế là vẫn truyền thống lắm. Dạ, gốc thì cũng miền Trung. Huế là làm dâu được ngon lành. Dạ. Nên em yên tâm. Dạ. Nhưng mà chị nói trước, cô này rất dễ thương, rất đẹp gái. Người Huế là phải cái gì biết không? Em cần phải tâm lý một chút xíu. Huế là phải lãng mạn, thơ mộng. Nó nhẹ nhàng. Em phải nhẹ nhàng sao mà nắm bắt được cái tâm lý của cổ. Tại vì cổ yêu bằng cảm xúc. Dạ. Nha. Dạ. Thôi nói chung là 4 năm trước chị lỗi hẹn với em. Hôm nay chị sẽ cố gắng bơm bơm vô thêm. Dạ. Nhưng thực lực vẫn là ở em. Dạ đúng rồi. Rồi, mời hai em. Dạ. Chào em. Em chào anh ạ. Anh có đọc qua cái profile của em rồi thì thấy cũng ấn tượng là em cũng thích chơi cầu lông, thể thao. Dạ. Rồi đá bóng thì anh cũng vậy, rồi đặc biệt là em thích nấu ăn ngon thì anh cũng nấu ăn ngon. À dạ, anh ơi thì em cho em hỏi là anh bao nhiêu tuổi nha? Năm nay anh 28 tuổi, anh sinh năm 90. À 90, dạ. Tuổi. Em thì 25 tuổi ạ, em sinh năm 93. Người ta nói 2 tuổi này cũng hợp nhau á. Thì giờ nói chung là bố mẹ anh cũng hối anh lấy vợ rồi. Dạ. Nói chung là anh cũng đang tìm một người nói chung là hợp với mình để có thể tiến xa hơn. Ví dụ sau này anh lấy vợ về á thì anh ở đây hay là anh ở đâu ạ? Trước mắt là lấy vợ thì chắc chắn là sẽ ở chung với bố mẹ. Nhưng mà sau này thì chưa có nhiều để mua nhà lớn, nhưng mà sẽ là mua được cái nhà nhỏ nhỏ rồi từ từ mình làm kinh tế mình phát triển thì mình sẽ lớn hơn. Mình tôn trọng ý kiến của cổ. Hỏi là vậy em muốn như mình lấy nhau thì em muốn ở đâu? Em muốn ở chỗ nào? Em muốn ở chung với gia đình, em muốn ở riêng để cho em quyết định. Đúng không? Mình phải đưa cổ lên. Cổ đi. Hỏi thử thì nếu mà em lấy chồng thì em muốn ở chung với bố mẹ chồng hay là ở riêng em? À, tại vì cũng tùy thuộc anh ạ. Nếu như có điều kiện ở riêng được thì tốt, nhưng mà sống hòa với ba mẹ hoặc là ba mẹ sống một mình thì mình sống với ba mẹ cũng được, tại vì tính em cũng dễ chịu. Quan trọng là anh này anh chiều ý em. Bây giờ em hỏi kế hoạch kết hôn của anh.
Dạ, để em hỏi luôn ha. Ừ, hỏi luôn. Anh ơi, thì ví dụ như mình quen nhau á thì anh tính là khi nào mình kết hôn anh? Đối với anh bây giờ thời gian nó không quan trọng, với quan trọng là hai người hợp nhau với hiểu nhau. Với thời gian anh nghĩ là từ 6 tháng hay 1 năm nhưng người yêu nhau như dạ. Anh cũng đâu giống em rồi. Được rồi, cái cuộc nói chuyện như đây là mình thấy cũng tâm đầu ý hợp rồi. Bây giờ vậy, cô gái này là cổ sống bằng cảm xúc cho nên là chị muốn test cái cảm xúc, chứ lại chị cho em một cơ hội. Bây giờ cho hai bạn là chạm tay nhau thôi, có điện, có truyền không nha. Rồi, cô gái đưa tay ra đây. Chàng trai. Đó. Cảm nhận bàn tay bạn nữ cháu ấm hơn rồi em. Dạ, tay bạn nam lạnh quá. Rồi, hết thời gian, được rồi. Sau buổi gặp bạn nữ và nắm tay thì mình cảm thấy bạn nữ là một người rất là hiền, dễ thương. Hy vọng là sẽ được đi tiếp vào vòng sau để cùng bạn nữ trải nghiệm được nhiều hơn nữa. Ban đầu thì mình cảm thấy bạn này rất là chủ động, dễ thương, chiều chuộng bạn gái. Và đặc biệt là bạn ấy cho mình một cảm giác rất là tò mò, muốn tìm hiểu thêm. Đợi chị lâu không? Rồi, trời ơi, có bộ hợp với cô gái này lắm nha. Em có đọc profile của cô gái không? Dạ có, em ngồi đọc sơ qua. Biết cổ sinh năm nhiêu không? Sinh năm 93. Là lớn hơn em 2 tuổi sao em gan vậy? Sao lại em lại muốn làm quen? Dạ, tại vì em thách thức bản thân mình. Mình khám phá cái gì đó nó mới. Bậy, khám không có được phá. Cái này là người ta tìm người yêu để người ta tìm hiểu, người ta tiến tới hôn nhân, chứ không phải là đi chinh phục cái gì để mà khám phá. Trong khi em còn quá trẻ, có 23 tuổi, đã muốn lấy vợ chưa? Dạ, nếu mà để bảo là rồi thì dối lòng, nhưng mà đó. Nhưng mà chắc là chưa. Chắc chưa là chết rồi, nếu mà chưa thì đâu có hợp với cổ, tại vì cổ muốn lấy chồng mà. Không, chắc nghĩ chưa, cô chưa lấy chồng đâu, tại vì là... Chị nói chuyện với cổ nói là cô muốn lấy chồng rồi. Cô thật á? Ừ. Nếu mà thấy hợp nhau thì... Thì ok thôi. Bây giờ biết đâu gặp cổ rồi là tiếng sét ái tình rồi, các em thay đổi, em về em kêu ba mẹ em cứ gấp. Ờ ha, cũng có thể. Ví dụ như xét một cái lấy luôn vợ sao. Nhưng mà công việc em đã ổn định chưa? Dạ ổn rồi. Em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm ngân hàng. Ngân hàng? Dạ. Làm ngân hàng bao lâu rồi? Dạ em làm ngân hàng được 5 tháng. Nó có 5 tháng à hả? Mà là ổn định. nhưng mà ký hợp đồng rồi. Nhưng mà nó ổn định dài dài luôn. Chắc không? Dạ chắc. Em có phải là người chung thủy không? Em dân miền Trung mà, rất là trung thủy. Miền Trung là ở đâu? Dạ em ở Nghệ An. Nghệ An. Dạ. Được cái cùng chung miền Trung với cô đó thôi. Dạ. Nhưng cổ là muốn, cái điểm mà nó khó nhất ở em với cổ là cổ là đã muốn lập gia đình. Nhưng em thì chưa đến tuổi muốn lập gia đình. Dạ. Thì cái đó là phải tùy duyên của hai bạn gặp nhau coi có cái tiếng sét hay là không. Bắt tay em một dạ. Cái chúc em hôm nay thành công. Mời em gái đứng đây. Em ơi, bạn dạ. Gái đang đứng bên này rồi ha. Bây giờ dạ. Hai bạn trò chuyện không được nhìn. Hai bạn trò chuyện với nhau nhưng không được nhìn nhau. Nói thiệt lớn lên để bên đối phương có thể nghe được. Xin mời hai bạn. Em chào anh à. Dạ. Cho em hỏi anh tên gì ạ? Dạ em tên Tú ạ. Thế còn chị tên gì ạ? Trời ơi, nét dạ. Rồi, nét em rồi. Em tên là Mỹ ạ. Em sinh năm 93. Anh sinh năm bao nhiêu mà anh gọi em bằng chị ạ? Trời ơi, cắt. Sao vậy chứ? Phải tự tin bản lĩnh lên chứ. Chưa gì vô kêu ta bằng chị sao mà cua. Ừ ha. Em lai. Trời ơi, thiệt. Tôi đứng đây luôn, tôi coi chừng. Anh tên là Tú. Wow. Dạ em chào. Công việc hiện tại của anh là ngân hàng. Em tên là Mỹ à, em làm bên bất động sản à. Anh Tú sinh năm bao nhiêu ạ? Anh ở đâu ạ? Thì phải nói sự thật thôi. Sinh năm 95, quê ở Nghệ An. Vậy là gần nhà em á, em ở Huế à. Anh ơi, sao anh lại tham gia chương trình này à? Với lại là mẫu bạn gái của anh thì như thế nào ạ? Anh tham gia chương trình này thì anh muốn tìm một mẫu bạn gái thì có vẻ ngoài xinh xắn và có gì đó một chút hài hước và năng động ở trong đấy. Nên là anh nghĩ là em rất là phù hợp với cái mẫu bạn gái đó của anh. Dạ em cũng hài hước nhưng mà em rất là khó tính anh nha. Anh rất thích chinh phục những cô gái khó tính. Dạ vậy thì được rồi ạ. Nhưng mà em có ngại khi quen người nhỏ tuổi hơn không? Dạ không sao ạ, đối với em thì hợp nhau là được ạ. Tại vì người ta bảo là nhất gái hơn hai, nhì trai hơn một mà.
Ồ, thế thì đúng gu của anh rồi. Rồi, rồi, em phi công rồi. Rồi, ôi. Anh chờ bao lâu mới lấy? Dạ, anh ơi, thì anh cái dự định cưới vợ của anh này như thế nào ạ? Dự định cưới vợ á? Dạ. Thì chắc có lẽ là trong tương lai gần, nhưng mà có một cô nào đấy mà phù hợp với mình thì mình sẽ cố gắng giữ và tiến tới hôn nhân một cách sớm nhất. À, mà em nôn lắm rồi, ví dụ em nôn quá cuối năm nay cưới được không? cái đó phải tùy duyên chứ. Nhưng mà ví dụ duyên tới rồi sao anh? Duyên tới rồi thì mình ok thôi. Ủa mà hiện tại công việc của anh như vậy thì anh nghĩ có nuôi được em không ạ? Thừa sức nuôi. Dạ. Nuôi thêm cả hai con mèo nữa. Đừng có nghe người ta hả? Vụ ngọt, bình dạ. Tĩnh đi, tỉnh táo một chút dạ. Xíu đi. Anh ơi, ví dụ cưới em về thì mình ở đâu anh? Nhà anh có đông không ạ? Có phải ở chung không anh? Nếu mà cưới nhau về thì ở nhà anh mua nhà rồi. À dạ. Nhà riêng hả anh? Không, ba mẹ mua thôi, nhưng mà chưa cho ở. Ủa sao lại chưa cho ở? Thì khi nào mà lớn thêm xíu nữa thì cho. Trời ơi, vậy là anh chưa lớn. Vậy là anh chưa lớn hả? Chưa, giờ đang còn bé lắm. Ôi bé vậy sao yêu? Nhưng mà yêu được. Yêu được, à, lão yêu được chị ạ. Còn muốn hỏi gì nữa không? Giờ run quá, giờ không biết làm sao. Tự tin lên, hồi nãy dặn rồi, tự tin lên, giờ tôi đâu có nhảy qua đâu, nhảy qua nhảy lại hoài được. Tự tin lên. Bây giờ đứng đợi đó đi. Đáng lẽ định cho nắm tay nhưng mà thấy có vẻ xa cách quá, nắm không tới. Phải không? Không được, không có tới, nắm tay chị đỡ đi. Hả? Sao, cảm thấy sao? Ấm. Không có đâu rồi, đứng yên nó đi, bây giờ đợi chị sẽ đưa cô gái này đi gặp chàng trai thứ ba. Điều ấn tượng nhất ở bạn Tú này là bạn rụt rè nhưng mà bạn khá là hài hước. Qua cách cư xử và nói chuyện thì thấy bạn nữ cũng là người cá tính rồi nhỏ nhặn, có nghĩa là mình cảm thấy phù hợp với bạn nữ này khoảng 6-70%. Đâu rồi? Ôi chào em. Em có đọc profile của bạn Mỹ chưa? Dạ rồi. Cổ là gốc Huế mà. Dạ. Người miền Trung á, không phải là chị tự khen quê chị nhưng mà dạ. Nó sâu sắc lắm. Em cũng miền Trung. À, em ở đâu? Gốc em Quảng Nam. Ôi trời, sao bữa nay những chàng trai của mình còn là gốc miền Trung không vậy ta? Dạ. À hay à nha, người cũng Huế, người thì cũng Nghệ An, người Quảng dạ. Nam là nói chung miền Trung hết. Dạ. Vậy là hôm nay trận đấu có vẻ hơi căng á, quyết liệt á. Đây, em đứng đây. Rồi. Tự tin lên em nha, cố lên, bắt đầu đi hai bạn. Chào anh ạ. Cái tiêu chí lựa chọn bạn gái của anh như thế nào ạ? Anh coi cái thông tin cá nhân của em á. Dạ. Thì anh thấy là đều phù hợp với lại cái tiêu chí của anh hết. Nhưng mà có một điểm là anh hơi ngại. Thì anh cũng hy vọng là gặp trực tiếp em để nói lên cái vấn đề mà anh rất là thắc mắc. Anh thấy là có một cái phần giới thiệu là hơi nóng tính đó em. Dạ đúng rồi, thật sự là em nóng tính nhưng mà em được cái là em rất là biết điều anh. Em vẫn đang trong giai đoạn là kiềm chế cảm xúc của mình lại. Nghe em chia sẻ thì anh cảm nhận là em là một cô gái rất là mạnh mẽ, cá tính và rất là thẳng thắn. Bây giờ tại vì em muốn tìm một người yêu thật sự để lấy làm chồng á, thì dự định cưới xin ở thì sao anh nhờ? Hiện tại thì anh đang mở một công ty riêng, công ty nhỏ. Anh chưa có mua nhà cho nên em có ngại khi mà mình ở nhà thuê. Dạ không sao ạ, nếu như mà yêu nhau về thì tích góp lại mua nhà vẫn được ạ. Thì anh cũng muốn là đồng vợ đồng chồng và đồng quan điểm. Đó là những cái tiêu chí mà anh chọn một người để đi đến với hôn nhân. Bây giờ là đủ thông tin rồi, bây giờ phải tấn công cái vụ hồi nãy chị nói đó. Để lãng mạn chút đi. Em đứng trước 5.000 khán giả em không run, nhưng mà hôm nay đứng trước một cô gái em cảm thấy giống như là em đang bị đâm cái gì đó vào tim. Trời. Em có làm gì đâu. Hôm nay đến đây thì anh cũng có một món quà tinh thần muốn tặng cho em. Anh đã trót yêu em mất rồi, từng giây phút lần đầu gặp em. Ánh mắt dịu hiền, nụ cười ngây thơ, làm cho tim anh xinh sao. Và em từ đâu đến nơi đây, khiến cho con tim anh bỗng nhiên ngây dại. Hát. Anh đã
Trời ơi, giọng anh ấm quá à. Giờ hết giờ rồi. Cho em nói một câu nữa. Nói câu cuối, cho em ân huệ nói câu cuối. Hy vọng là được gặp em thêm một vòng thi nữa. Rồi. Cô gái có những cái ưu điểm rất là tốt. Khi mà trò chuyện xong thì mình thấy đây là một cô gái rất là phù hợp với mình. Ở anh bạn thứ ba, anh tên là Tùng. Thì mình cảm nhận được là có một sự tin tưởng gì đó ở chàng trai này. Và một sự chín chắn cho tương lai ngày mai. Ảnh cũng là một người làm bên nghệ thuật. Thì mình nghĩ là ảnh sẽ rất là lãng mạn và có thể là hợp gu với mình. Sao bữa nay thấy chương trình chọn cho em ba chàng trai đó, em thấy em có ưng bụng không? Cũng ưng chị ạ, nhưng mà bây giờ bắt em phải lựa chọn thì khó quá à. Ai em cũng muốn cả. Tại vì thật ra nãy giờ cũng mới có nghe tiếng cái đã thấy hình đâu, đúng không? Dạ. Bây giờ chị cũng tư vấn cho em như thế này. Dạ. Hồi nãy chị có dặn em là phải có chút lý trí nữa. Dạ đúng rồi. Thì cái lý trí á, thì bây giờ mình sẽ gặp lại ba chàng trai. Và em muốn tiến tới hôn nhân, đối tượng nào có thể cho em một cái cuộc sống bình yên, hạnh phúc? Đó, còn yêu đương á thì dễ rồi, giờ cho em yêu luôn ba người cũng cho cũng được nữa. Dạ thôi cho vậy đi chị. À, bậy rồi. Nhưng mình chỉ được chọn một thôi. Dạ. Bên này chưa phải cái khó là mình chọn ai, mà cái khó của dòng này là mình loại ai. Dạ. Nếu mà để em phải loại, em loại người nào? Nếu hồi mà... là nhìn mặt có quyền thay đổi nhưng mà mình test cho vui thôi. Dạ. Giờ nếu chưa nhìn mặt nghe không thôi thì nếu loại em loại người nào? Có thể là chàng trai số 2. Chàng trai số 2 tại sao? Tại vì một chàng trai hiền và một chàng trai an toàn thì em vẫn thích hơn là một chàng trai đang trong tuổi hiếu động. Hiếu động. Có thể là chưa là chưa hiếu động. Tại như con nít chưa. Rồi, bây giờ mình phải thử cảm xúc của mình khi gặp mặt. Dạ. Đó là ý kiến riêng của anh Mỹ. Là có thể là chàng trai số 2. Đó là ý kiến riêng của anh Mỹ khi chưa thấy hình. Bây giờ vậy xét về ngoại hình nha. Thì dường như là cái anh Lập á, anh đang bị yếu thế. Yếu thế à? Anh thấp hơn. Em thì em thấy là cái cửa của Ngọc Tú á, cái người mà trẻ tuổi nhất á, nghi là sắp phải về nhà là về nhà quá. Về nhà để cho trưởng thành hơn hả? Dạ đúng rồi, đợi chừng nào cứng cáp hơn rồi mình tham gia tiếp. Cứng cáp hơn. Sao? Phương Chi? Em cũng nghĩ là chắc cái em Ngọc Tú là sẽ đi về nhà. Cái em Ngọc Tú là sẽ phải đi về nhà quá. Tại vì rõ ràng là anh Mỹ cũng xác định là muốn yêu và cưới liền. Thì cái sự chênh lệch nó quá khập khiễng khi mà Ngọc Tú không có hề có một cái xác định tương lai chắc chắn như vậy thì phải là out thôi. Nhưng đó cũng chỉ là mới cảm xúc khi nghe tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần nhìn thấy hình ảnh của nhau. Dạ vâng, xin mời quý vị. Và đây trước mặt em là ba chàng trai. Bây giờ em thấy run lắm, run hơn lúc sáng rất là nhiều. Dạ. Đây nắm tay cái cho đỡ run, truyền năng lượng cho em ha. Dạ. Bây giờ chị sẽ cho ba chàng trai quay lại. Rồi chị sẽ cho ba chàng trai đó một cơ hội cuối cùng. Mỗi người sẽ được tỏ tình với em. Dạ. Sau đó em đưa ra quyết định của mình. Xin mời ba chàng trai chúng ta quay lại để gặp cô gái. Em chào ba anh ạ. Đại diện. Rồi, đại diện họ nhà trai, xin mời. Nếu được quen em và được em lựa chọn thì anh không hứa là sẽ đem lại cho em điều gì, nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho em. Em chào chị Cát Tường cũng như em chào bạn gái. Anh không biết là tình cảm sau này như nào, nhưng mà đối với anh, chúng ta cần có một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau hơn nữa, để cho chúng ta cảm thấy được là cái sự tin tưởng với nhau thì chúng ta mới có thể là cho nhau được một cái hạnh phúc thật là toàn diện được. Anh nghĩ anh là cả thế giới, còn em thế nào thì tùy em. Wow. Sẽ không nói gì hết, mà em sẽ thể hiện cái phần điệp khúc của cái bài hát lúc nãy còn đang dở dang. Hãy cho anh được quan tâm, được yêu thương và sẽ mãi luôn bên em. Hứa yêu em trọn đời, sẽ không cách rời, để nụ cười luôn trên bờ môi của em. Wow. Rồi, cảm ơn ba. Bởi vì khi hạnh phúc thì người phụ nữ sẽ cười, anh muốn em luôn cười. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chị cho bạn gái thêm một cái ưu tiên nữa, được nắm tay
hay là em muốn ôm, hay là em muốn sao, tùy ý em. Em là phụ nữ mà, em được quyền để mình đo cái cảm xúc của mình lại một lần nữa. Xin mời em tiến tới. Những gì chị em chúng ta chia sẻ nãy giờ, bây giờ đến lúc em phải quyết định. Xin mời em. Chào ba anh. Sau khi tiếp xúc và nói chuyện với ba anh á, thì mỗi anh đều cho em một cảm xúc. Anh Lập á, thì anh cho em một cảm giác là anh rất là hiền, có thể quan tâm và chiều chuộng em. Còn anh Tú thì anh cho em một cảm giác là anh là một con người năng động, sẽ khiến cho em vui vẻ. Còn anh Tùng thì anh cho em được sự an toàn, lãng mạn. Nhưng mà em buộc phải tặng một bông hoa màu hồng này cho một anh. Em xin phép mà mời anh Tú bước lên ạ. Trời ơi. Đúng quá, dự đoán luôn. Thực sự là anh cho em cảm giác là đúng là rất là sợ, tại vì phải quen một người còn trẻ như anh. Cái tương lai thực sự là rất là long mông. Thì nhưng mà em vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu anh tiếp ở chặng sau. Và em xin phép nhường hoa này cho anh Lập ạ. Em có thể ôm anh được cái nữa không ạ? Tại vì là ảnh có một nét giống người yêu trước của em. Anh Lập á hả? Dạ. Thì khi mà từ cách nói chuyện, từ lời tỏ tình của lúc nãy thì em cảm giác là anh tốt, nhưng mà em sống rất là hiện đại và rất là bướng, nên là em nghĩ có thể đi theo, đi tiếp nhưng mà không có đi dài được. Dạ, em xin lỗi anh ạ. Dạ. Thôi không sao hết, mày đó là đi vô đây đứng đi đâu vậy? Được ở lại rồi, chưa muốn đi về với tôi hả? Trước tiên là chia buồn với Lập và xin lỗi Lập lần hai. Lần từ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm với Lập được. Nhưng mà biết đâu qua chương trình ngày hôm nay nữa thì rất nhiều cô gái đang theo dõi chương trình và sẽ muốn kết nối với Lập, liên hệ với Cát Tường nhé. Bây giờ hai chị em mình đi về. Chúc các bạn ở lại có một buổi trò chuyện với nhau thật là vui. Loại được một người rồi ha, hú hồn hú vía ha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại nha. Tạm biệt em nha. Dạ, cố gắng nha cưng nha. Dạ. Tỉnh táo lựa chọn hai anh này ghê gớm lắm đó. Vì quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Nguyên Mắc và Binky nha. Dạ.